AFK Mobi, vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi, bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. Hello, xin chào tất cả các bạn khán giả yêu quý của AFK Mobi. Hôm nay thì mình đã quay trở lại một tựa game có thể gọi là chuyên dành cho người lười. Tại sao mình lại nói như thế? Bởi vì với tựa game Tsuki Odyssey này thì các bạn sẽ không phải chơi quá nhiều đâu. Mỗi ngày có khi chỉ cần vào khoảng 2-3 lần thôi. Bởi vì là game này thuộc cái thể loại là phiêu lưu nhưng mà chậm rãi. Cái nhịp chơi của nó rất là chậm. Và cứ mấy tiếng thì nó mới update những cái mới trong game một lần. Và cái điểm đặc biệt của Tsuki Odyssey này thì nó sẽ update theo thời gian thực của chúng ta. Nghĩa là nếu như bên ngoài là ban ngày thì trong game cũng sẽ là ban ngày. Và ban ngoài trời là buổi tối thì trong game cũng sẽ là buổi tối. Thì đấy, các bạn sẽ có cái cảm giác nó rất là gần gũi và quen thuộc ấy. À, thì mình nói qua một chút về cốt truyện nhá. Thì cái nhân vật chính của chúng ta là con Tsuki. Thì nó đang đi tàu về vùng nông thôn, về ngôi nhà của nó. Nhưng mà không may thì đã bị trộm nó vào, nó cuỗm sạch đồ đạc rồi. Và bây giờ công việc của chúng ta sẽ là phải kiếm tiền để có thể sắm lại tất cả những cái đồ đạc trong nhà của mình, cũng như là khám phá cái vùng quê này. Thì trong game này thì ngày đầu tiên ý, thì các bạn sẽ đương nhiên là trở về nhà này và phát hiện ra một sự thật trần trụi là chúng ta không còn một cái nịt cũng không còn. Và đã được người bạn của chúng ta cho một cái ghế, một cái bàn, một cái giường, những cái rất là cơ bản thôi. Sau đó chúng ta được dẫn đi ra một cái tiệm tạp hóa này. Thì cái tiệm này là cái nơi mà các bạn sẽ luôn luôn phải ghé qua đây thường xuyên nhất. Cứ vài tiếng nó sẽ lại update một lần. Mình thì mình cũng không bấm giờ, nhưng mà cứ khoảng 3-4 tiếng các bạn lại vào một lần. Thì nó sẽ bán những cái đồ nội thất mới cho chúng ta, và có nhiều đồ rất là xịn, rất là đẹp nha các bạn. Ghé qua cái tiệm của bà Yori, của cô Yori này để xem cô ấy bán những cái gì mới nha. Nói chung là có rất là nhiều thứ hay, chỉ có sợ chúng ta là không đủ tiền để mà mua thôi. Còn đâu là nếu như mà các bạn mà có đủ tiền thì gần như là cái gì cũng muốn mua vì nó rất là đẹp. Bên cạnh đó thì sẽ mỗi ngày nó sẽ mở thêm những cái địa điểm để chúng ta có thể đi đến đó. Nhưng mà có một điều bất dịch đấy là cứ 2 tiếng một lần thì các bạn phải vào thu hoạch cà rốt một lần nhá. Ruộng cà rốt của chúng ta đem lại rất là nhiều tiền đấy. Và cứ 2 tiếng thì nó sẽ cho thu hoạch một lần, thì các bạn nhớ vào để gặt. Rồi, có một cái nữa cần lưu ý, đó là ngày thứ 2 thì các bạn sẽ được cho mua một cái cần câu cá. Cần khá là đắt đấy, nhưng mà yên tâm, các bạn sẽ có đủ tiền để mua thôi. Thì cái cần câu cá này cũng là một cách để các bạn có thể kiếm tiền và có thể đi sưu tập những con cá mà chúng ta câu được nữa. Có rất là nhiều con cá đẹp và hiếm nha. Ngoài những con cá bình thường ra thì có tỷ lệ câu được những con cá hiếm. Thì nhìn chung thì sau vài ngày trải nghiệm, mình thấy là trò này nó rất là hợp với các bạn mà thích cái lối chơi lười biếng ấy. Ngày xưa, đợt trước có một cơn sốt đấy là Adorable Home đúng không? Thì trò này nó cũng xem kiểu đó. Cũng là mua nội thất, trang trí nhà cửa. Và cũng có cái lối chơi chậm chậm kiểu đấy. Mỗi lần mà các bạn vào game ý, thì các bạn sẽ thấy cái con Tsuki này nó đang làm một cái việc khác nhau. Có thể là nó nằm ngủ ở những cái vị trí rất là kiểu không hiểu sao lại nằm ở đấy. Hoặc là các bạn có thể sang thăm nhà của những người bạn cũng được nha. Nhà của chúng nó đẹp lắm. Có thể sang để rút kinh nghiệm và trang trí cho nhà của mình. Ra thì có thể là đấy, như mình đã nói là ghé qua tiệm của cô Yori để xem đồ nội thất bán cái gì. Hoặc không thì buồn quá thì ra cầu tàu để câu cá, biết đâu lấy câu những con cá xịn thì sao. Và đấy, cứ mỗi ngày trôi qua chúng ta lại có một cái cuộc phiêu lưu mới, một cái nhiệm vụ mới. Và cả những cái update mới ở trên mạng xã hội của chúng ta nữa. Thì cái trò này thì nó sẽ cần các bạn phải khám phá, gọi là nó giống như là một cái quyển nhật ký của chúng ta ấy. Nên là mỗi ngày các bạn chỉ mở nó ra 1-2 lần thôi cũng được. Không cần phải cày cuốc, không cần phải quá chăm chú vào nó như các cái game hiện nay trên thị trường.
rất hợp cho những ai mà không có nhiều thời gian. Nhận xét thêm một chút về đồ họa thì game Tsuki Odyssey này nó có cái đồ họa khá là tươi sáng, dễ thương, nhỏ nhắn, nhưng cái đồ vật nội thất của nó trông rất là đáng yêu, cảm giác là có tính ứng dụng cao, rất là dễ trang trí cho ngôi nhà của chúng ta. Các cái địa điểm cũng được thiết kế khá là nhiều và đa dạng, các bạn sẽ có thể mở ra thêm khi mà các bạn trải qua nhiều ngày chơi game hơn nha. Còn âm thanh thì cũng rất là thư thái, thư giãn, cảm giác là một cái tựa game ASMR ấy. Rất là dễ cho chúng ta thư giãn sau những ngày dài học tập và làm việc. Và mình mong là các bạn sẽ tìm được những cái niềm vui ở trong tựa game Tsuki Odyssey này. Link tải mình sẽ để ở phần mô tả phía dưới video nhé. Và các bạn có những cái trải nghiệm hay những cái kỷ niệm gì vui và thú vị với cả tựa game thì các bạn có thể chia sẻ ở dưới cho mọi người cùng biết nhé. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha. Bye bye. Chỉ đặc quyền ở FK Mobi, kho mini game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi, qua tới thế cao cho nhiều quá đi.